kính chào quý vị và các bạn. Trưa nay thì áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 1 trong mùa mưa bão năm nay ở trên Biển Đông. Đến chiều nay thì bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và sức gió mạnh nhất lúc này đạt tới cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Và đến 4 giờ ngày 28 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Như vậy là từ đêm ngày 27 tháng 7 và rạng sáng ngày 28 tháng 7, bão số 1 sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Thái Bình. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên các tỉnh vùng núi phía Bắc. Từ đêm nay thì khu vực vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 và giật cấp 9, cấp 10. Từ sáng mai 27 tháng 7, vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Ngoài ra, khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, có gió mạnh cấp 5, có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền, từ đêm nay đến trưa mai, thời tiết ở tại các tỉnh Bắc Bộ hầu như vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi và cảm giác oi bức vẫn xảy ra ở tại vùng đồng bằng, nhất là những nơi chịu tác động của hiệu ứng đô thị do nhiệt độ cao nhất vẫn lên cao tới 35 đến 36 độ. Về chiều và tối thì cùng với sự dịch chuyển dần về phía đất liền của bão số 1, lượng mây tiếp tục tăng lên và mưa bắt đầu xuất hiện. Nơi có mưa đầu tiên sẽ là các tỉnh ven biển thuộc khu vực Đông Bắc như là ở tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Sau đó sẽ lan dần sang các nơi khác trong đêm mai và ngày 28, với những điểm có mưa to đến rất to. Tại các tỉnh duyên hải miền Trung trong đêm nay và sáng ngày mai, ở tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời vẫn ít mưa nhưng nhiệt độ thấp hơn hôm qua, tiết trời dịu đi. Sau đó đến trưa chiều trời cũng nhiều mây hơn, xuất hiện mưa nhưng không đều về diện và lượng, cũng không lớn như các tỉnh thành phía Bắc. Riêng các tỉnh từ khu vực Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, ngày mai trời vẫn có nắng và nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng là từ 32 cho đến 35 độ. Chiều tối mưa dông xuất hiện ở một vài nơi, thời tiết dịu đi so với những ngày vừa qua. Trong khi ở các tỉnh thành phía Bắc thời tiết đang chuyển sang trạng thái rất xấu, thì tại các tỉnh thành phía Nam, trường gió Tây Nam hoạt động mạnh cũng là nguyên nhân gây mưa rào và dông trên diện rộng cho khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Trong đó có nơi mưa vừa đến mưa to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sấm sét, tố lốc và gió giật mạnh, nên người dân vẫn cần hết sức để cao cảnh giác. Do mưa nhiều hơn và trời có nhiều mây nên nhiệt độ ngày mai tiếp tục giảm nhẹ, cao nhất phổ biến ở Tây Nguyên cũng chỉ dưới 30 độ, còn các tỉnh thành ở tại Nam Bộ từ 29 cho đến 32 độ, có nơi xấp xỉ 33 độ. Như vậy, thông tin thời tiết chú ý trong 24 giờ tới là diễn biến của cơn bão số 1 trên Biển Đông và hiện bão vẫn gây biển động cho các vùng biển phía Bắc nước ta, sau sẽ dần tác động đến khu vực đất liền với những cơn mưa rào và dông. Mọi người cần chú ý cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão để có phương án phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và của. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.